Ngưu Ma Vương và ông thư ký đang tiến hành lễ quyên tặng cho viện bảo tàng, còn tặng cả tài liệu phim hơn 100 năm trước cho viện. Vì vậy việc Ngưu Ma Vương được tổng thống trao tặng huân chương còn lên cả báo chí. Điều này khiến ông ta rất vui sướng. Trên đường quay về, Ngưu Ma Vương gặp nhân viên bảo tàng đang chuyển một thanh bảo kiếm rất quý giá, nói là kiếm của đại tướng quân đã cứu thế giới, nhưng sự thật đi ngay sau chỉ là hồn ma của một người phụ nữ bình thường. Jin Sunmi đang cùng trợ lý Lee Hanzo đi mua nhà, lần này là một khách sạn. Nghe nói khách vào đây thuê phòng chỉ cần bắt đầu ân ái thì sẽ trông thấy thứ đáng sợ. Hai người bước vào phòng nhìn quanh một lượt nhưng cũng không phát hiện được gì. Sau đó Tôn Ngộ Không xuất hiện khiến Sunmi nhớ tới lời của ông chủ khách sạn, nên cô đã giả vờ ân ái với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa với người mình thích rồi. Lúc này ác quỷ cũng đã xuất hiện, Tôn Ngộ Không trực tiếp chạy ra cho nó một trận. Anh giáng một cú đấm khiến nó tan biến, để ngươi không phá hỏng được chuyện tốt của đại thánh nữa. Đây có lẽ là con ma thảm nhất và chết nhanh nhất trong bộ phim này. Ngưu Ma Vương bên này vừa về đến nhà, thấy trên cái sừng yêu thích của mình treo toàn đồ của con khỉ thối tha. Bát Giới thì vô cùng tức giận, vốn định khoe với mọi người huân chương được tổng thống tặng, nhưng Buya lại chỉ chăm chăm với món hàng vừa nhận được. Ngộ Tĩnh thì chỉ biết nấu cơm cho Ngộ Không, chẳng có ai ngó ngàng gì đến Ma Vương, đúng là quá thất vọng mà. Ngộ Không thì xong rồi, lún sâu vào tình yêu mà không tự thoát ra được. Khi đang cùng Đông Tướng Quân tán gẫu thì nhìn thấy cảnh fan của Bát Giới đang điên cuồng gào thét còn chuẩn bị quà cho thần tượng. Đông Tướng Quân nói, đó chẳng phải là tình trạng bây giờ của cậu sao? Tôn Ngộ Không ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng nghĩ kỹ lại tất cả những chuyện mà anh từng làm thì quả thực là đã lún sâu vào tình yêu rồi, anh cũng phải chuẩn bị quà cho người mình yêu thôi. Nói xong liền cầm theo kem hạnh nhân mà Sunmi không thích đến tìm cô, khiến Sunmi càng thêm ghét bỏ. Tôn Ngộ Không trực tiếp hỏi Sunmi rốt cuộc là cô thích cái gì, vì thích mà hiểu nhau còn hơn yêu mà cứ luôn im lặng. Hai người đều nói ra màu sắc yêu thích của mình là màu xanh lá. Tôn Ngộ Không còn nói chỉ cần Sunmi thích anh sẽ nguyện làm mọi thứ vì cô. Bốn mắt nhìn nhau khiến Sunmi hoàn toàn bối rối. Ma Vương bên này thì lại khác, trong nhà cứ phát đi phát lại chương trình mà ông được lên sóng, còn bảo Buya ngắm vẻ đẹp trai của mình trên TV nhiều một chút. Buya vừa xem TV thì cô đột nhiên nói với Ma Vương hình như mình vừa nhớ ra điều gì đó. Thế là nhạc nổi lên, Buya nhảy điệu nhảy cương thi. Bệnh nghề nghiệp của Ma Vương lại phát tác rồi. Ông ta chỉ vào Buya và nói chúc mừng cô đã lên chức. Còn Buya trong lúc quá kích động đã tự làm xương mình bị gãy rồi. Ma Vương lại phải tự mình kéo Buya đến nơi có treo bức tranh cô gái số mệnh. Thực ra chính là tầng hầm bí mật cất giữ bức tranh thiết phiến công chúa. Đưa cho Buya quả cầu tinh lực giúp cô hồi phục lại. Quả nhiên, chiếc cắp thế giới này rất lợi hại. Buya chỉ cần hít một hơi thì có leo 8 tầng cũng không hề hấn gì nữa. Thư ký Ma Jiang bên này đang đến viện bảo tàng để xác nhận nội dung video giao ban quyên tặng, thì lại vô tình gặp một con ma nữ mặc kimono ở trong viện bảo tàng. Con ma nữ này trông có vẻ rất giống Nam Moon Hee, tạm gọi nó là Nam Moon Hee đi. Thư ký Ma hỏi tiểu ma nữ tại sao lại xuất hiện ở viện bảo tàng của Hàn Quốc. Nam Moon Hee liền quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng không chạy khỏi cái mũi thính của thư ký Ma. Cuối cùng Nam Moon Hee lại chạy thẳng vào đoạn video mà Ma Vương tặng cho bảo tàng. Ma Vương rất lo lắng Nam Moon Hee ở trong video mà mình đã tặng thì sẽ không thể chiếu như bình thường được, huân chương tổng thống cũng coi như xong rồi. Bên này Sunmi đang cùng Tôn Ngộ Không đi xem phim hẹn hò thì Ma Vương gọi đến khiến hai người mất hứng. Ma Vương muốn Tôn Ngộ Không vào trong video tóm Nam Moon Hee ra. Sunmi tất nhiên là không đồng ý. Ngộ Không nhà chúng tôi sẽ không đi đâu, dù sao anh ấy cũng là phụ tướng phu tùy mà. Trong lòng Ma Vương dường như thấy có mùi tổ lương ở đây rồi. Vậy là Sunmi và Ma Vương cùng nhau đi vào video, phải tìm ra bằng được tiểu ma nữ kia trong đoạn phim chỉ dài một tiếng đồng hồ. Thông qua manh mối về bộ kimono, hai người quyết định đến một hội quán ở Nhật Bản. Nhưng Ma Vương lại nhìn thấy thiết phiến công chúa ở trước xe điện, nên đã bảo Sunmi tự đi tìm Nam Moon Hee trước. Trong viện bảo tàng, Tôn Ngộ Không đã tìm thấy chân dung của Nam Moon Hee, nhưng lại không phải là chân dung một đứa bé mà là dáng vẻ của một bà lão. Nhưng hồn ma lại là một đứa bé 8 tuổi, điều này khiến Tôn Ngộ Không phải suy nghĩ. Bên kia Ma Vương đi theo truyền thế của thiết phiến công chúa đến trước cửa một quán rượu. Thiết phiến công chúa cầm một con dao xông vào một người đàn ông, nhưng lại bị người đàn ông hất văng ra. Ma Vương xuất hiện cho hắn ta một trận, rồi đưa thiết phiến công chúa đi băng bó vết thương, còn nói với công chúa một năm sau cô sẽ bị truy sát đến chết. Thiết phiến lại nói lần ám sát ngày hôm nay chính là để tự tìm cái chết. Số mệnh một kiếp luân hồi lại là một lần bi thương. Nhìn người phụ nữ mình yêu đang tự giày vò trước mặt mình, nhưng lại không thể ôm lấy cô, tình yêu của Ma Vương quả là rất sâu đậm. Bên này Sunmi đã trông thấy Nam Moon Hee ở trong hội quán. Cô hỏi tại sao cô ta là người Triều Tiên nhưng lại nói tiếng Nhật và mặc kimono. Nam Moon Hee nói gia đình mình đã được Thiên Hoàng Nhật Bản tặng huân chương. Nói một cách đơn giản là gia đình cô đã trở thành tay sai cho Nhật. Lúc này Sunmi nhận được một cuộc điện thoại của thư ký Ma. Thư ký Ma nói với cô, đứa trẻ không phải hồn ma mà là tính mạng của bà Nam Moon Hee. Sunmi vội vã chạy ra ngoài nhưng lại bị Nam Moon Hee ở phía sau bắn ngã xuống đất. Cô không ngừng tự nói với bản thân, mình không được chết.
mình còn phải ra ngoài đi xem phim cùng Tôn Ngộ Không, thế giới dần dần chìm trong bóng tối. Thì đột nhiên Tôn Ngộ Không ở cách đó không xa đang đi về phía mình. Anh giống như ánh hào quang duy nhất trong thế giới đen trắng này vậy. Sun Mi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong rạp chiếu phim, tay cầm que kem bị yêu thích, còn mặc chiếc váy màu xanh lá cây mà mình thích nữa. Sun Mi tò mò hỏi có phải mình đã quay lại rồi không? Tôn Ngộ Không chỉ nói qua loa anh sẽ vì cô làm tất cả mọi chuyện. Thực tế, Tôn Ngộ Không chạy vào trong đoạn video và đốt hết thế giới trong đó, nên Sun Mi mới có thể quay về một cách an toàn. Bà Nam Moon Hee ở thế giới thực được vinh dự nhận huân chương của Đại Hàn Dân Quốc. Tối đó bà đang ngắm chiếc gương thì Nam Moon Hee hồi trẻ đột nhiên xuất hiện, nhấn mạnh bản thân là người của gia tộc đã nhận huy chương danh dự của Nhật Bản. Bà lão Nam Moon Hee bị dọa chết. Đạo diễn à, đây chính là mình tự giết mình phiên bản mới sao? Sun Mi bên này gọi Tôn Ngộ Không đến, rồi vừa ngước lên ngắm trăng vừa nói về vấn đề tình yêu. Cô nói với Tôn Ngộ Không, mình rất thích không gian riêng của mình, và cũng rất thích Tôn Ngộ Không có thể làm bất cứ điều gì vì mình. Có thể xin Tôn Ngộ Không đừng khiến mình thích anh được không? Bởi vì Tôn Ngộ Không của bây giờ là giả, anh chỉ là dựa vào lời chú cẩn cô mà ảo tưởng yêu Sun Mi mà thôi. Đây đâu phải tình yêu thật sự đâu, dù sao ý của cô chính là yêu Tôn Ngộ Không nhưng lại khẩu thị tâm phi đó. Tôn Ngộ Không nghe xong như muốn sụp đổ vậy, tôi coi em là người thương, em lại quay sang chơi tôi một vố. Cố gắng nén nước mắt vào trong và trở về nhà. Vừa về đến nhà, Tôn Ngộ Không và Ma Vương đã cùng nhau uống rượu vang. Tôn Ngộ Không cười nói, hãy chia sẻ nỗi đau với tôi đi. Ma Vương hỏi lại, gì cơ? Ngộ Không giải thích, ở trong ly rượu có máu của Sun Mi, uống máu của cô vào tự nhiên sẽ có ý nghĩ độc ác với cô ấy, mà một khi làm tổn thương Sun Mi, thành quả tu hành của Ma Vương coi như đổ sông đổ bể. Lúc này Sun Mi cũng đẩy cửa đi vào. Ma Vương phải làm sao chịu đựng được sự đau khổ này đây? Ngộ Không thật sự vì chia tay mà chọn cách báo thù Sun Mi sao? Cùng đón xem tập tiếp theo nhé. Xem xong bộ phim này liệu bạn có suy nghĩ gì không? Nếu có hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Được rồi, kỳ này kết thúc ở đây thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.